Malone một thương hiệu đến từ Anh Quốc, nhưng mà cái cách làm mùi thì rất phù hợp với cái khí hậu Việt Nam. Và những bạn nữ nào thích những cái mùi hương nhẹ nhàng, nữ tính như là những cô tiểu thư ở xứ sở sương mù thì đây là một cái thương hiệu mà các bạn có thể tham khảo. Với cái mức giá khoảng tầm 3 triệu đồng cho chai 100ml ở những cái line thường thì các bạn có thể dễ dàng sở hữu em nó. Nhưng mà trên tay mình đây là 4 mùi hương ở bộ Limited mới ra mắt vào năm 2021, và rất may là Alan đã kịp có hàng và tài trợ cho mình để có thể làm video review. Và nếu như bạn đang quan tâm đến những cái mùi hương trong bộ Limited này thì mong rằng sau video này các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được cho mình một cái mùi hương phù hợp. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu nhé. Đầu tiên là về phần ngoại hình, các bạn có thể thấy rằng là mình đang cầm trên tay một chai nước hoa rất là nhỏ xinh với một thiết kế khác hoàn toàn với những sản phẩm khác của nhà Jo Malone. Thì chai nước hoa này nó có dung tích 30ml thôi, và quan trọng là cái giá nó hơn 1 triệu đồng gì đấy. Và các bạn thấy là cái phần ngoại hình này thì trông rất đáng yêu, mình cảm giác là như kiểu nó tráng một cái lớp sứ vậy. Và nó khắc những cái tên, những cái thông tin cũng như là những cái họa tiết trên này thì cảm giác là nó rất là kiểu châu Á, rất là kiểu gốm sứ Bát Tràng ấy. Nó giống chai Risto mà mình đã review ở trong top 5 chai nước hoa giá rẻ chất lượng cao cho nữ. Thì nếu như bạn nào chưa xem có thể xem qua, thì mình thấy là thiết kế ở đây trông rất là bắt mắt và rất là lạ. Và nếu như bạn là một người gọi là chơi nước hoa thì các bạn có thể mua nguyên cái line này về, cả line những 5 mùi mà chỉ tầm hơn 6 triệu đồng thì các bạn mua về các bạn bày, mình đảm bảo rất là đặc biệt. Và quan trọng là cái bộ Limited ấy thì một thời gian là nó hết và sau này nó sẽ lên giá. Mùi hương đầu tiên là mình thử cái bộ sưu tập này, đó chính là Orange Spill. Các bạn có thể thấy rằng là mình là một thằng khá là thích những cái nốt hương cam quýt citrus, và khi mà nhìn thấy cam một phát là mình kiểu hí hửng hí hửng, mình xịt ngay ra tay. Mùi hương này thì mình có thể tự tin xịt. Đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể xịt một cách thoải mái, và nói luôn đây là một cái mùi sử dụng vào mùa hè rất là dễ chịu. Nếu như các bạn thích những cái mùi cam, những cái mùi tươi mát, mọng nước thì đây chắc chắn là mùi hương này cho các bạn. Khi mà mới xịt ra ở đây thì mùi đầu tiên mình ngửi thấy đó chính là mùi ngọt của một quả cam, kiểu những cái quả cam Việt Nam ấy, những quả cam sành đấy. Nó rất là mọng nước, nó rất là tươi và nó rất là sáng. Ở đây thì các bạn nhận thấy là nó lại pha thêm một chút kiểu hơi cam đắng, cũng như là một cái nét hơi kiểu xanh nhẹ đến từ vỏ quả cam vậy. Mùi hương này nó làm mình liên tưởng tới đúng một cái cảm giác là mình đang rơi vào một cái cửa hàng sinh tố nước hoa quả, mà ở đây chỉ có đơn giản các loại cam khác nhau nhập từ các nước thôi. Và bên cạnh đó thì đang có một vài bạn nhân viên đang ngồi vắt những cái quả cam ra để đóng về cho khách. Khoảng tầm 15 đến 20 phút sau khi xịt ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nét xanh nó sẽ dịu xuống, cũng như là cái độ tươi đến từ cam nó sẽ dần dần nó khô, và nó làm mình liên tưởng tới những cái viên kẹo cam vậy. Mùi hương thì nó vẫn có một cái độ the, mình cũng cảm giác là nó thêm vào nốt hương bạc hà, hoặc có thể là những nốt xanh nó kết hợp với cam, nó làm mình liên tưởng đến đúng một cái viên kẹo cam mà ngày xưa mình bé mình rất thích ngậm ấy. Thì cái mùi hương này đúng như vậy, chỉ là cái mùi cam ở đây nó nhẹ và nó rất là chân thật. Khoảng tầm 3 tiếng ở trên da ấy, thì các bạn đã nhận thấy một cái nét hơi kiểu gợn gợn, kiểu bụi gỗ ấy. Thì mình nghĩ là cái nét bay gỗ này nó cho vào để cho mùi hương nó bám tỏa tốt hơn ở trên da. Tại vì đây là một cái mùi citrus mà làm rất là thật này thì thường là nó sẽ có bộ bám tỏa kém. Và chính vì cái nét bay gỗ này thì có thể là mùi hương này nó hơi nghiêng nam một tí. Nhưng mà trên da các bạn nữ thì các bạn nên thử. Tại vì nhiều khi ở trên da các bạn nữ thì cái bay gỗ nó không lên được. Nhưng mà nó sẽ đồng nghĩa với việc là nếu như không lên được bay gỗ thì mùi hương nó sẽ bám tỏa hơi kém. Về độ bám tỏa của mùi hương này ấy, thì đây là Orange Peel Cologne, và những cái sản phẩm của nhà Jo Malone ấy, thì thường họ chỉ lưu được tầm 6 đến 7 tiếng ở trên da thôi. Mùi hương này nó lưu ở trên da mình khoảng tầm 5 tiếng, cũng không phải gọi là quá tốt, mặc dù như mình review là nó thêm cái bay gỗ rồi. Nhưng mà với một cái mùi rất là tự nhiên, rất là chân thật như này thì các bạn có thể sử dụng vào mùa hè này để đi chơi buổi tối, ok. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng để hàng ngày thì các bạn nên mang theo người, 30ml mà rất là xinh, ném vào trong túi trang điểm mà chị em nữ xịt rất là đã ok. Cái mùi hương tiếp theo đó chính là Rose Plus. Đây là chai nước hoa mình đã thử qua lần đầu tiên của mình, gần như là không ấn tượng một chút nào. Nhưng mà đến khi Alan bảo là cứ cầm về đi, cầm về thẩm rồi review thì mình đã thay đổi quan điểm. Tại sao mình không ấn tượng mùi hương này ngay từ lần đầu xịt? Đó là mình đã thử qua cũng khá là nhiều mùi hồng, cũng như là mình có một cái bộ vial mùi hồng ở đây, rất là nhiều khía cạnh làm hồng khác nhau. Và thế là hồng đây
kiểu khi mà mới xịt ra nó không để lại cho mình quá là nhiều những cái điểm nhấn cũng là mình khiến mình phải wow lên. Nhưng mà khoảng tầm 20 phút sau khi xịt thì mình đã thay đổi quan điểm hoàn toàn. Mở đầu thì các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương của Robles này nó mang tới một cái cảm giác hồng kết hợp cùng với một cái nét hơi cay ấm. Ở đây thì người ta ghi là húng quế, nhưng mà mình nghĩ là nó cho những cái nốt hương khác như là đinh hương cùng một chút xả vào. Hồng được làm ấm này, hơi cay nhẹ. Nhưng mà khoảng tầm 20 phút ở trên da nhá thì nó lại biến chuyển một cách rất là hay. Mình đánh giá đây là một sự biến chuyển rất là mượt mà, cũng như là rất là phù hợp với những bạn nữ. Khi mà cái nét ấm cay nó dần dần nó biến mất ấy, thì các bạn sẽ thấy một cái ngọt, một cái bông hồng như kiểu là được quết mật ong lên lại. Những cái cánh hồng nó được quết một cái lớp mật ong nhẹ lên. Hay là các bạn sẽ thấy là hồng ở đây nó có xu hướng làm kiểu hơi kiểu hồng vải ấy. Nó ngọt, nhưng mà cái mùi ngọt đây nó rất là thanh, chứ nó không bị kiểu đẩy đi quá là ngọt khi mà những cái perfumer hay là những cái thương hiệu khác ấy, những cái sản phẩm khác thì thường họ sau khi cái top note họ làm thì hồng kết hợp với cái gia vị thì sau khi mà dry down xuống ấy, thì khi mà thêm cái nét hơi kiểu hồng vải ngọt vào thì họ sẽ đẩy cái nốt vải ngọt nhiều lên. Nhưng mà ở đây thì với mình thấy là nó rất là định mũi, đúng như kiểu là một cái bông hồng quết một cái lớp mật ong rất là nhẹ, một cái mật ong thượng hạng chứ không phải những cái loại mật ong rẻ tiền. Và mùi hương thực sự là nó rất hút mũi, nhiều khi mà mình ngửi mình còn muốn kiểu cắn vào tay luôn. Một cái mùi hồng mà mình nghĩ là nếu như cô gái nào chỉ cần mặc một chiếc váy đỏ thôi, váy 2 dây màu đỏ nhài, không cần quét quá sâu, xịt mùi hương này vào một ngày mùa hè, ôi cô ấy thật là hấp dẫn. Đặc biệt là nếu như các bạn ngửi kỹ thì các bạn thấy một cái nét hơi xanh thoảng từ đầu đến cuối xuyên suốt, và mùi hương tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại rất là phức tạp, lại rất là gây ấn tượng. Mùi hương này thì lưu ở trên da cũng như mùi của cam, nó cũng không quá là lâu, mặc dù là kết hợp một gia vị cũng như là cái nét vải, nhưng mà chỉ tầm trên da mình tầm hơn 6 tiếng một tí thôi, và độ tỏa hương chỉ tầm hơn nửa cánh tay một xíu. Tất cả những mùi hương trong bộ này thì nó đều như nhau cả, nó mang đúng cái DNA của nhà Romano. Mùi hương của chị số 3 mà rất nhiều anh em ở Ireland khen đó chính là Tawny Rhubarb. Đây là một cái mùi hương với cái nét đặc trưng của cây đại hòa. Đây, mình sẽ xịt lại ở bên này. Ngay khi cái ru này nó bay ra khỏi vòi và nó dính trên tay mình thì mình đưa lên mũi ngửi ngay, nó không bị kiểu sặc mùi cồn đâu, mà các bạn nhận thấy những cái nét như là xanh này, rất là xanh, chua, và cái nét hơi ngọt nhẹ ở phía sau. Thì nét chua thì mình đoán luôn đó là đại hòa chắc chắn rồi, nét xanh cũng đã đến từ đại hòa, nhưng mà cái nét ngọt khoảng phía sau thì mình đoán là cam. Và cái hiệu ứng ở đây khi mà xịt mùi hương ra mình có cảm giác là rất là giòn, đúng như kiểu là mình cái cây đại hoàng ấy, nếu như các bạn cắt ở cái phần thân ấy thì nó thường khi các bạn thái nhỏ ra nó thường được dùng ở trong đồ ăn khá nhiều, cũng là như là ở trong những cái bánh tát ấy, họ sẽ cho cái nguyên liệu là cây đại hoàng vào để hãm lại cái độ ngọt của những cái gia vị khác đó. Thì ở trong này mình thấy rằng là khi mà cho cây đại hoàng vào kết hợp cùng với cam, nó được gọi là như kiểu bổ trợ cho nhau vậy. Nó không bị chua quá nhưng mà cam cũng không bị xuất hiện quá là rõ, và nó đúng với cái tên đó là Tawny Rhubarb, một cái mùi đại hòa. Thực sự là với bốn cái mùi hương ở đấy thì cái nét mình nhận thấy rõ nhất xuyên suốt trong bốn sản phẩm này đó là nó mang tới cho mình cái cảm giác rất là chân thật, và cảm giác là sử dụng toàn bộ là nguyên liệu tự nhiên vậy. Cũng như hai mùi hương ở trên thì sau khoảng tầm 15 phút thì cái nét giòn cũng như là tươi của cây đại hoàng nó sẽ dần dần nó biến mất, và các bạn thấy rằng là nét chua kết hợp cùng với cái vị ngọt của cam và trên cái nền bay gỗ. Thì với mình đây là một cái mùi hương có thể nói là sử dụng làm signature scent trong mùa hè rất đặc biệt. Nếu như bạn quá chán với những cái tông mùi cam quýt này, hoa lá này hay là aquatic này thì Tawny Rhubarb này là một chai nước hoa có thể đổi gió trong tủ nước hoa của bạn. Một chút chua, một chút ngọt kết hợp trên cái nền bay gỗ, đặc biệt là mùi xanh, nó mang lại cho mình một cái mùi hương rất đặc biệt, không đụng hàng với người khác. Mình tin là nếu như các bạn xịt cái mùi hương này, các bạn gặp những người khác ấy, kể cả những người gọi là chơi nước hoa đi, người ta sẽ rất là tò mò không biết là cái mùi hương ở trên người bạn là mùi hương gì. Lại về độ lưu hương thì chai hoa này nó chỉ được tầm 4 đến 5 tiếng ở trên da thôi, khá là kém. Một cái mùi hương signature scent mà cứ thỉnh thoảng mang ra xịt thì cũng hơi buồn một xíu. Nếu mà là cải thiện được về khoảng độ lưu hương
thì chắc chắn đây là một cái mùi hương mình luôn phốt cho những bạn nữ sử dụng vào mùa hè. Ok, và bây giờ thì chúng ta đến mùi hương mình thích nhất, Elderflower. Và các bạn nhìn thấy biểu cảm này chứ, cảm giác giống review kiểu hai nước hoa vậy, nhưng mà đây thực sự là một cái mùi rất là ngon ấy. Chưa, ngon cho ai chưa xịt, mình cứ sợ mình xịt vào đây rồi. Chả hiểu sao người những cái sản phẩm trong cái line này mình có cảm giác rất là chân thật ấy, rất là tự nhiên ấy. Nó đúng như kiểu đặt những cái bông hoa hay là những cái quả ngay trước mũi ấy. Kể với các bạn nhé, cái mùi hương này khi mà mình mới xịt ra ấy, thì mình rất là khó để có thể đoán được ở đây trong những nốt hương gì. Mình ngửi thấy một chút trái cây, một chút hoa và có cảm giác hơi kiểu ngậy một xíu, nhưng mà lại không phải ngậy đến đến nốt hương như kiểu sữa hay là những cái nốt như kiểu là hoa trắng, mà mình cảm giác là nó ngậy theo cái kiểu mùi của những cái quả vậy. Vẫn cái cảm giác như lần đầu luôn, đó chính là cái cảm giác tươi sáng, hơi chút chua nhẹ và cảm giác hơi ngậy nữa. Cái ngậy và cái chua ở đây mình có cảm giác như kiểu là cái mùi của quả mơ vậy. Ừ, chính xác, nó là mùi của quả mơ. Không phải những cái là những cái quả mơ mà các bạn gọi là ngâm đâu. À, mà các bạn mơ xanh mà để các bạn ngâm đâu. Mà đây là những cái quả mơ khi mà các bạn ngâm được không phải là một cái thời gian quá lâu, mà các bạn vớt ra mà các bạn để khô vậy, đúng cái quả mơ khô ấy. Ừ, cái loại ô mai mơ khô ấy. Và nó sẽ có một cái nét hơi kiểu béo một xíu, mình không đoán là nó đến từ đâu, nhưng mà trong sau khi mà mình xem cái những cái nốt hương ấy, thì ở đây nó có hoa cơm cháy này. Hoa cơm cháy thì sau khi mình đọc những cái tài liệu thì nó mang đi cái nét fruity, và ở đây thì nó cũng có hoa quả. Nhưng mà cái mùi mà để mình có thể hình dung rõ nhất và miêu tả để với các bạn, đó là một cái mùi mơ khô trên cái nền hơi kiểu ngọt béo một xíu. Ngửi mùi nó rất là sáng, cũng như là nó tạo cái cảm giác kiểu mình ngửi nó cảm giác kiểu cái nước miếng ở cái cổ họng mình mà nó kiểu trực trào đấy khi mà mình ngửi mùi hương này. Cái mùi hương này sau khi mình trao đổi với Alan ấy, thì đây cũng là chai nước hoa bán chạy nhất của nhà của bộ sưu tập Jo Malone Limited này, nên là các bạn nếu như mua thì đây là mùi các bạn có thể buy buy, mua không cần suy nghĩ luôn, đảm bảo rằng là chỉ cần thích cái vibe hơi kiểu fruity một tí, ngọt béo thì đây là mùi hương các bạn có thể buy buy. Vậy thì bộ sưu tập này có mùi hương nào đáng mua? Thì với mình nó chính là Elderflower, là mùi hương đáng mua nhất mà các bạn có thể buy buy, mua luôn, mua ngay, nhanh khẩn trương không thì hết hàng. Còn thích hoa, thích cam, thích cái kiểu citrus thì đây là mùi hương các bạn nghe thử này, Orange Peel này. Còn một cái mùi hương mang cái nét xanh kết hợp cùng một chút chua ngọt, nó có thể nói rằng là nó rất là khó để đụng hàng những mùi hương khác, thì Tangerine Rhubarb này. Còn một cái mùi hồng thì các bạn có thể hợp thử hồng Rose Plus, cũng là một cái mùi hồng khá là ngon. Mình có một cái mùi nữa nhưng mình không sở hữu ở đây, nên là chai đó thì nếu như bạn nào đã sử dụng rồi thì hãy comment ở phía dưới. Xem đến đây thì chắc hẳn là nhiều ông lại bảo là uầy, toàn thấy khen thôi, toàn thấy hai sản phẩm thôi, chẳng thấy chê gì. Nhưng mà thực sự với các bạn, mình phải công nhận rằng là cái mùi của bộ sưu tập Jo Malone này họ làm rất là chân thật và nó rất hợp với cái mũi của người Việt Nam, đặc biệt là những bạn nữ. Nếu như bạn nữ nào có dịp đến Ireland thì hãy thử bộ sưu tập này, có dịp nhá thì đừng nên bỏ qua bộ sưu tập này. Mình nghĩ là các bạn thích 2 trên 4 mùi mình đã vừa review ở đây. Và cái điểm mà mình không thích trong bộ sưu tập này đó chính là về cái độ bám quả. Phải nói rằng là nếu như bỏ một số tiền hơn 1 triệu đồng cho 30ml với những cái mùi hương có độ bám quả kém nhất là tầm 3 đến 4 tiếng, nhiều nhất là được tầm 6 tiếng, thì có thể các bạn sẽ không thích. Và cái mùi hương ở đây thì nó độ tỏa hương của nó cũng không quá là tốt, nó chỉ tầm nửa cánh tay đổ lại thôi, nó không quá tốt. Nên là những bạn nào mà thích những cái tông mùi nó ngon là một nhá, nhưng mà các bạn thích cái mùi nó bám vào tốt thì đây Jo Malone không phải là cái thương hiệu dành cho các bạn. Và nếu như bạn nào đã thử qua bộ sưu tập này rồi thì đừng quên việc bình luận ở phía dưới cho mọi người cùng biết nhá. Và đừng quên việc like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.